tại hai xã Thạch Sơn và Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, hàng tấn cá nuôi trong lòng bè bất ngờ chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Cụ thể tại xã Thạch Sơn khoảng 230 ô lồng cá chết hàng loạt, ở xã Thạch Đỉnh cá nuôi lồng bè khoảng 8 hộ dân cũng bị chết, thiệt hại ước tính gần 100 tấn cá, tương đương hàng chục tỷ đồng các mẫu cá mẫu nước được xét nghiệm đã phân tích và quan trắc môi trường để làm rõ nguyên nhân chính quyền khuyến cáo người dân không bán hoặc dùng cá chết làm thức ăn không vứt cá chết ra ngoài môi trường